Con đang ăn gì đó? Con đang ăn gì? Con trả lời lớn cho mẹ nghe nè. Con đang ăn gì? Hả? Nói lớn lên. Trả lời lớn nữa. Con ăn luôn. Nuôi có ngon Được. không? Rồi con ăn đi cho mẹ coi nè. Con có thích ăn nuôi không? Con ăn nuôi với cái gì đó? Con tên gì? Ôi. Tên gì ta? Nói lớn lên. Nói lớn mà. Con tên Quỳnh Chi hả? Năm nay con mấy tuổi? Con 3 tuổi hả? Rồi con xúc ăn cho mẹ coi nha. Nhưng mà Ừ, con thử xúc. Ở lớp cô đút cho con hả? Con ở nhà ăn thử con xúc ăn nha. Ừ, ăn nhanh đi mẹ coi mà, không có giỡn. Ăn là không có giỡn. Ừ. Chị ăn nhanh cho mẹ coi nha. À, con ăn hết Mẹ luôn. con sắp con dê nhỏ nhỉ. Ừ. Hay ăn cho mẹ ấm không à? Con xúc nuôi con ăn đi cho mẹ coi. Kìa rất cằm kìa. Gạt lên. Con gạt lên. Nó rớt cái cằm rồi kìa. Đúng rồi. Nè. Đi xúc nuôi ăn nào. Ê, mẹ đi nhá. Chào Chi nhá. Sao bà cháu? Sao bà cháu? Ai ạ? Ai ạ?